Ủa bà Dương, bà nói về kinh nghiệm chọn vali được không? Với kinh nghiệm là 7 năm xài 4 cái vali, dựa trên chất liệu và kích thước khác nhau. Để bữa nay tôi chấm điểm thử coi con nào nó được sủng ái nhất. Đầu tiên là chú em xanh nước biển, bằng nhựa, size nhỏ để xách tay nhưng xách tay không hề tiện lắm. Chỉ phù hợp du lịch ngắn ngày một người, riêng tôi cho 6 điểm. Số 2 từng là nàng thơ của lòng tôi, chị Hương, bằng vải khá nhẹ nhưng mà dơ rồi. Loại vali nắp nên chị có thể ép từ trên xuống. Chị gái yếu đuối cho nên không đựng được nhiều đồ, tặng chị 7 điểm vì màu đẹp dễ phát hiện ở sân bay. Thứ ba bạn cùng thời của chị Hương là anh xám, chất liệu nhựa nhám không có đầy, cao tới cỡ nào móng tôi có thể mòn, nhưng bề ngoài anh không thay đổi, là loại đựng đồ hai bên xong rồi ép lại, ép trên, ép dưới, ép giữa, đựng bao nhiêu đồ luôn. Em cho anh 8.5. Và cuối cùng là tân binh của năm vừa rồi, mở khóa vân tay tự cân định vị, y chang anh xám nhưng mà vỏ ngoài là nhựa bóng, đẹp đẽ sang trọng nhưng mà dễ trầy. Dù rất là yêu thương nhưng chắc tôi chỉ cho 8.5, chung quy lại vali nhựa là xuất sắc nhất. Mày mà không trầy là tôi cho mày 9.5 rồi. Cuộc đời mà đâu có cái gì hoàn hảo được.